Em là Thùy Linh, em xin đại diện nhóm Lidl Mix gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới quý ban giám khảo. Và sau đây, em sẽ bắt đầu phần thuyết trình của mình. Nhóm em gồm 3 thành viên, Hoàng Phúc, Nhân Tài và em. Và đây là aula thuyết trình của nhóm. Và để giám khảo không đợi lâu thêm nữa, em xin bắt đầu phần thuyết trình đầu tiên của nhóm mình. Như mọi người đã biết, để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, việc nghiên cứu đối tượng khách hàng là cực kỳ quan trọng. Với mong muốn sản phẩm của nhóm làm ra có thể tiếp cận được đúng với khách hàng mà Tinder mong muốn, vì vậy mà nhóm đã đưa ra các tiêu chí về đối tượng sản phẩm sau đây. Về độ tuổi, đối tượng người xem của chúng mình lựa chọn là từ 18 tới 25 tuổi, và các đối tượng này bao gồm mọi giới tính. Ngoài ra, đối tượng người xem của sản phẩm chúng em không bị giới hạn bởi tuổi tác, thời gian và vị trí địa lý. Hầu hết mọi người mang đặc trưng của cuộc sống ở thành phố lớn, giống như là sôi động, hiện đại, và họ luôn thích khám phá những điều mới lạ. Về phần insight đối tượng người xem và sản phẩm chúng mình thì hầu hết tất cả các bạn sử dụng Tinder đều là giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Những bạn này có lối sống hiện đại, năng động và luôn thích tìm tòi, khám phá những cái mới lạ. Tuy nhiên, liệu thực sự có an toàn hay không khi họ match thêm một hay nhiều người nữa? Để giải quyết vấn đề này, chúng mình đã sử dụng hai tính năng mới của Tinder. Thứ nhất là xác minh hình ảnh và thứ hai là video chat. Thông qua việc làm rõ hai tính năng mới của Tinder mà nhóm em mong muốn là người xem có thể nhận ra được tầm quan trọng của hai tính năng đó. Và Tinder sẽ là nơi và giúp cho các bạn có thể an toàn trong việc tìm kiếm các mối quan hệ mới càng lâu càng tốt. Phần thuyết trình tiếp theo của nhóm em là Key Message. Thì nhóm em đã lựa chọn câu thông điệp đó là Expand your safety zone, nghĩa là mở rộng vùng an toàn của bạn. Ở đây nhóm của chúng em muốn truyền tải thông điệp rằng việc mà các bạn có thêm các trải nghiệm mới, các khám phá mới không đồng nghĩa với việc các bạn gặp thêm nhiều rủi ro. Bạn chỉ cần mở rộng vùng an toàn của chính mình bằng cách sử dụng hai tính năng mới của Tinder. Đây là slide cuối cùng cũng như là frame hình mà nhóm em cảm thấy ưng ý nhất trong toàn bộ quá trình làm sản phẩm này. Đây chính là sản phẩm đầu tiên mà tất cả các bạn làm cùng với nhau. Chính vì vậy mà có khá nhiều khó khăn, trở ngại. Song song đó thì cũng có nhiều kỷ niệm vui, cùng nhau dầm mưa dãi nắng. Tụi bay thấy sao ha? Mệt lắm. Đói lắm. Mà buồn ngủ lắm. Đúng rồi. Em chơi cách nha. Phần thuyết trình của nhóm mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn giám khảo đã lắng nghe.